Phê On Sport ngày 19 tháng 9 xin được chào đón tất cả các bạn. Và tôi là Duy Anh, người sẽ gửi tới cho các bạn những ly cà phê đậm đặc nhưng không hề dễ say. Và đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay có hai khách mời. Ngồi bên tay trái đó là biên tập viên Hồng Dung, pha vẫn ngồi bên tay trái nhưng sai một chút, đó là vlogger Minh Hải, người luôn đồng hành với tôi trong những chương trình về bóng đá Việt Nam. Và thưa quý vị, tạm gác lại những câu chuyện về tìm kiếm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với V-League, giải vô địch quốc gia Việt Nam, giải đấu đang ngày một hấp dẫn hơn. Và ở vòng đấu thứ 18 cuối tuần qua thì đã ẩn chứa rất nhiều những bất ngờ, và chính sự bất ngờ đó đã mang lại sự thú vị cho bóng đá, khi không phải là cứ bất cứ một đội bóng nào đang có phong độ tốt, mạnh hơn là đương nhiên giành chiến thắng. Và thực tế thì vòng đấu thứ 18 đã chứng kiến những nụ cười của những đội bóng yếu hơn, hay cả những nỗi buồn ngậm ngùi của những đội bóng mạnh hơn. Và đó cũng chính là chủ đề của Cà phê On Sport ngày hôm nay. Nhưng như một thói quen thì trong mỗi chương trình chúng tôi luôn có một phần quà dành cho các khán giả thân thương. Và thử thách ngày hôm nay là các bạn sẽ phải trả lời câu hỏi: ở vòng đấu thứ 18 vừa qua thì có bao nhiêu bàn thắng đã được ghi ở 15 phút cuối? Những câu trả lời nhanh nhất, chính xác và gửi về trước 11:50 sẽ nhận được một phần quà là một chiếc áo đấu của một trong 14 câu lạc bộ V-League mà bạn mong muốn có được. Vậy thì hãy nhanh tay trả lời và trả lời chính xác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với việc nhìn lại điểm nhấn ở vòng đấu thứ 18 cuối tuần qua. Kể từ khi nắm quyền huấn luyện viên trưởng tại Long An, thay cho người tiền nhiệm Ngô Quang Sang từ vòng đấu thứ 7, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đã trải qua 10 trận thua, 1 trận hòa và trận thắng 2-1 trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, đã đem lại cho đội bóng này sự tự tin trước quãng đường khó khăn còn lại của V-League 2017. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Nguyễn Minh Phương khi chấp nhận công việc đầy thử thách này. Dù có được chiến thắng quan trọng trên sân Pleiku, tuy nhiên Long An vẫn không thể rút gọn được khoảng cách với các đội xếp trên, bởi cả số Kiến Thiết Cần Thơ và BKMX Bình Dương đều có được trọn vẹn 3 điểm khi chạm trán với Thành phố Hồ Chí Minh và đương kim vô địch Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng câu lạc bộ Chu Đình Nghiêm cũng không phải quá lo lắng khi đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất của họ là FLC Thanh Hóa cũng rơi vào cảnh trắng tay khi thua cuộc 2-3 trước câu lạc bộ Quảng Nam. Một vòng đấu thảm họa của các trung vệ tại V-League khi lần lượt Mota bật yếu rồi Trọng Bình thay nhau mắc lỗi khiến đội nhà phải nhận thất bại. Kết thúc vòng đấu thứ 18, FLC Thanh Hóa vẫn đang có được ngôi đầu cùng cách biệt 2 điểm so với nhóm bám đuổi. Đương kim vô địch Hà Nội lúc này chia sẻ vị trí thứ 2 cùng với Quảng Nam và Sài Gòn, những câu lạc bộ có cùng 31 điểm. Trong khi đó, đội cuối bảng Long An vẫn kém số Kiến Thiết Cần Thơ 9 điểm, bởi ở vòng đấu này cả hai đều giành chiến thắng. Và rõ ràng là vòng đấu thứ 18 đã chứng kiến những sự bất ngờ, phải nói là sự bất ngờ, thực sự là sự bất ngờ. Và như thế thì dường như mới là sự vi diệu của bóng đá, phải không Hồng Nhung? Vâng, tất nhiên rồi ạ. Chúng ta vẫn thường có một câu là trong cuộc sống thì không gì là không thể xảy ra, và bóng đá thì cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Và tất nhiên là với những cái vòng đấu mà chúng ta chứng kiến những bất ngờ và em nghĩ là cái hay hơn chính là những lội ngược dòng ngoạn mục ấy, thì đấy chính là những cái mà khiến mình có thêm những cái cảm xúc ấn tượng nhiều hơn với V-League rất là nhiều. Cá nhân Nhung thì Nhung có ấn tượng gì đặc biệt nhất ở vòng đấu thứ 18 ngoài bên cạnh yếu tố bất ngờ thì sao? Với em thì cái trận đấu mà em cảm thấy đuối tiếc nhất chính là trận giữa Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh. Tôi một hiểu. Trận đấu mà kết thúc với tỷ số hòa không đều, trong khi đã có khá nhiều những cái tình huống nguy hiểm. Rồi nói chung là thực ra thì kết quả hòa là một kết quả mà em đã dự đoán từ trước, nhưng mà nếu như hòa với cái việc là một đều hai đều thì có lẽ là sẽ hay hơn là việc chỉ là không đều. Rất cảm ơn những chia sẻ của Hồng Dung, và cũng không để vlogger Minh Hải cảm thấy chạnh lòng một chút nào nữa. Giờ tôi sẽ dành câu hỏi cho anh Minh Hải. Từ nãy giờ muốn được phát biểu rồi. Nhưng mà phải công nhận là Hồng Dung nói rất là cảm xúc. Vâng ạ. Hiếm có một người nào đấy nói về V-League, đặc biệt là phụ nữ, mà cảm xúc như Hồng Dung. Đúng là một người. Và đó là lý do vì sao tôi. Vâng ạ. Tôi muốn đặt câu hỏi đầu tiên của chương trình dành cho một cô gái mang tên một loài hoa. Vậy tôi muốn mang cái cảm xúc này dành cho những khán giả của chương trình theo cái tiêu chí của Cà phê On Sport. Còn cá nhân anh Minh Hải thì dưới góc độ gai góc một chút thì cái điểm nhấn nào ở vòng đấu thứ 18 đọc lại cho anh? Thực ra thì với chúng ta mỗi một trận đấu đương nhiên nó sẽ có những cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà Minh Hải thì nhìn nhận rằng vòng đấu vừa rồi là vòng đấu có rất nhiều những điểm nhấn. Đó có thể là chiến thắng đầu tiên trên băng ghế huấn luyện của Minh Phương, một tượng đài của bóng đá Việt Nam, hay là cái chiến thắng của Hải Phòng. Tôi cho rằng là chiến thắng của Hải Phòng ấy nó có giá trị lớn với chúng ta, những cái người mà có thể là trong cuộc sống chúng ta gặp những khó khăn, thậm chí là gặp khủng hoảng, nhưng mà cuối cùng họ đã thành công. Và cái cách mà họ ăn mừng, cái cách mà họ dành những lời cảm ơn cho mọi người,
Tôi nghĩ là bóng đá nó không chỉ đơn giản là thắng thua, không chỉ đơn giản là cảm xúc nữa, mà nó còn cho chúng ta những cái bài học về cuộc sống của mình. Tôi thấy là cái nếu như phải lựa chọn một chiến thắng của vòng đấu, tôi sẽ chọn Hải Phòng. Hải Phòng cũng là một trong những chiến thắng mà thực sự tôi rất dành rất nhiều ấn tượng, bởi khi mà cái những cái mâu thuẫn của Hải Phòng nó xảy ra thì tôi đã trực tiếp có mặt ở đội bóng này để hiểu rõ hơn về câu chuyện. Và nó thật là trong một cái tình huống mà tôi vẫn luôn có một cái sự ví von là khi mà nhà mà bất ổn ý, thì chỉ có một cái tin vui nào đó thì mới cho khiến cho những cái đầu nóng thì có thể đi nguội đi. Nhưng cá nhân anh Hải thì anh Hải lại chọn Hải Phòng. Còn với tôi lại ấn tượng với đội bóng của Long An. Vâng, đấy cũng là một trong những chiến thắng em ấn tượng nhất bởi vì nó bất ngờ nhất. Vâng. Bất ngờ, rõ ràng là bất ngờ, nhưng mà tại sao lại bất ngờ thì tôi nói thật là ở cái vòng đấu đầu tiên của V-League 2017, tôi đã từng gặp cựu chủ tịch của Long An thời điểm đó là ông Võ Thành Nhiệm. Và khi đó thì Long An bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trên sân của Cần Thơ. Nhưng mà anh Nhiệm thì anh lại không hề cảm thấy vui vẻ, mà thậm chí anh còn có một chút là lo âu, bảo là chỉ khi nào Long An giành được 7 điểm ở giai đoạn lượt đi thì khi đấy tôi mới có thể nụ cười thở được, cái là mở nụ cười nhẹ nhõm. Và thực tế thì cậu ai ngờ đâu thì cái dự đoán của anh Nhiệm đã thành sự thật, khi mà sau khi giành được 3 điểm ở trận đấu đầu tiên thì phải chầy vi chốc 7, Long An mới có thể có thêm được 2 điểm ở những vòng ở đến khi giai đoạn lượt đi kết thúc. Và đến thời điểm này thì vận đội bóng này vẫn đang đứng mép bảng. Về mặt tinh thần thì điều đó mang lại một cái chiến thắng đó mang lại điều gì cho tập thể của Long An và cá nhân anh Minh Phương? Đương nhiên là họ sẽ có một khoản tiền thưởng, đương nhiên là họ có thêm 3 điểm, đương nhiên là họ cái sự tự tin của họ đã trở lại. Nhưng mà khi mà nói đến Long An thì tôi cũng lại rút ra thêm một bài học nữa, và tôi tôn trọng những chiến binh của Minh Phương. Bởi vì là trong một cái thế mà tất cả chúng ta đã chỉ mặt Long An như là ứng cử viên duy nhất cho cái suất xuống hạng, người ta vẫn chiến đấu. Đúng. Kiên cường. Và dùng từ kiên cường đúng không anh? Đúng rồi, trong khi mà trận đấu diễn ra chỉ còn 5 phút thôi thì tôi có đọc ở trên Facebook trung vệ Nam Anh, người đang bị chấn thương, có nói một câu là cố gắng, chỉ còn 5 phút nữa thôi, các chiến binh cố lên. Tôi cho rằng đấy là một điều cực kỳ quan trọng. Cho dù ngay cả biết là chúng ta có thể sẽ phải xuống hạng, nhưng người ta vẫn chơi bằng tất cả cái khí phách của người đàn ông. Tôi thích điều đấy, tôi thích điều đấy. Bởi vì là nói thật là với mọi người ra, ôi trận đấu này chán quá, ôi đội này thì còn đá cái gì nữa, xuống hạng chắc rồi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây, chúng ta thấy là cổ động viên của Long An vẫn bên cạnh đội bóng. Các cầu thủ vẫn chiến đấu, huấn luyện viên vẫn chiến đấu. Nói tóm lại là trong khó khăn chúng ta vẫn nhìn thấy họ đang đoàn kết với nhau, họ đang chiến đấu vì nhau. Tôi thấy đấy là điều cực kỳ hiếm có trong một cái nền bóng đá như Việt Nam bây giờ. Tức là khi mà chúng ta thi đấu tốt thì khán giả đến rất là đông, nhưng chỉ cần thua một trận thôi, chúng ta nhìn thấy sân lại chay. Đúng không ạ? Mùa trước thì nói thật là kiếm được cái vé là cực kỳ khó. Nhưng bây giờ nói thật là kiếm một tập có khi còn dễ hơn là cái chuyện buổi sáng chúng ta đi ăn bát phở. Đấy, thì thực ra là đôi khi đội bóng này thành công theo khía cạnh này nhưng họ sẽ thất bại ở khía cạnh khác. Và Long An cũng vậy. Long An đã điểm tô cho chúng ta một trong những cái điểm nhấn. Mà tôi nói thật là nếu mà nói đến điểm nhấn vòng vừa rồi thì tôi vẫn chọn một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là Minh Phương giành được 3 điểm đầu tiên trên băng ghế huấn luyện. Và quan trọng hơn là Long An chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cái từ bỏ cuộc. Đấy là điều rất là tuyệt vời của thể thao. Vừa rồi thì tôi phải nói thật với Nhung là tôi rất ấn tượng nhất là hai cụm từ mà anh Hải đã dùng. Đầu tiên là chiến binh và thứ hai là khí phách. Phải nói là dưới góc nhìn của người đàn ông thì thực sự là Long An làm đội bóng cực kỳ là mạnh mẽ và kiên cường. Còn bằng cái phân tích của cảm xúc và lý trí thì Hồng Nhung nghĩ thế nào về chiến thắng của Long An? Thực ra thì có một sự thật là nhá, hôm đó em dẫn chương trình Sôi Động V-League thì nói thật với anh là trước khi mình dẫn chương trình mình cũng đã có soạn ra một vài những cái mình biên tập, mà mình có soạn ra một vài tin tức, mà nói thật là em đã chuẩn bị tinh thần là viết theo kiểu là Long An sẽ thua, thật sự là như thế. Nhưng khi mà Long An giành chiến thắng thì lúc đấy thì nói thật là mình không hiểu tại sao mình rất vui, bởi vì rõ ràng là ngược lại kịch bản mình vẫn vui, ngược lại kịch bản của mình, và mình chưa có sự chuẩn bị trước cho cái điều đó, nhưng mà mình lại cảm thấy rất là vui vì như anh Hải đã nói, đấy là người ta đã làm nên một cái điều mà không nhiều người tin vào. Nói thật là em nghĩ là trước trận đấu này thì không nhiều người tin là Long An sẽ giành được dù chỉ là một điểm trước Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng cuối cùng họ lại giành được 3 điểm mà thậm chí là ngay trên sân Pleiku. Thế cái điều đấy làm cho mình cảm thấy đấy chính là cái bất ngờ và khiến cho cái V-League, khiến cho bóng đá trở nên cảm xúc hơn rất là nhiều. Và thật sự là mình rất trân trọng những cái cầu thủ như thế, rất trân trọng những con người như thế. Và đó, em chỉ chia sẻ một chút là như vậy thôi. Thực ra Long An thì rõ ràng là chúng ta là những người quan tâm rất nhiều đến bóng đá Việt Nam, quan tâm đến V-League phải không anh Hải? Và thực ra cái trận đấu, cái chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai
chỉ là cái nút thắt, bởi vì trước những vòng đấu trước thì Long An đã chiến đấu cực kỳ là mãnh liệt. Tôi phải dùng từ mãnh liệt và khát khao, bởi vì có những cái trận đấu mà Long An đã ghi bàn trước nhưng lại để thua ngược bởi những bàn thắng ở phút cuối cùng. Thực ra tôi nếu mà nói về vấn đề của Long An thì tôi nghĩ là chúng ta quá phải, nhiều phải không ạ? Chúng ta phải cần một chương trình kéo dài khoảng tầm 10 tiếng chúng ta nói. Bởi vì đội bóng này đầy rẫy những vấn đề. Nhưng có một cái mà tôi rất là muốn chỉ ra là bình thường ra chúng ta thua một trận, chúng ta thua hai trận, chúng ta thua bốn trận, chúng ta thua một tháng, chúng ta thua hai tháng là đảm bảo luôn tinh thần sẽ đi xuống. Đi xuống đúng không? Nhưng cái vấn đề mà đội Long An ấy, họ thua liên tiếp 16 trận chỉ hòa và thua. Nhưng nói thật luôn là có những cầu thủ của Long An đã tâm sự rằng là có những đêm nhìn thấy phòng của Minh Phương vẫn sáng đèn. Tức là nói thật là mặc dù họ hiểu là họ yếu, cái cửa để họ có thể trụ được hạng nó gần như đã đóng lại rồi, nhưng mà họ vẫn chiến đấu. Và tôi cho rằng là đấy là một trong những cái tín hiệu cực kỳ mừng của những đội bóng yếu. Họ phải nhìn vào Long An. Và cái thứ hai là cái cách mà họ suy nghĩ là tại sao ở giải hạng nhất đang rất nhiều đội chiến đấu để có thể lên được V-League mà chúng ta lại dễ dàng buông xuôi để xuống hạng nhất. Tôi thấy đấy là một cái suy nghĩ cực kỳ tích cực trong bối cảnh không có gì tích cực ở đội bóng này. Đấy. Nói thật là cái sự tự tin, cái bản lĩnh là thứ mà chúng ta rất hay nói về bóng đá. Nhưng nói thật là chúng ta không bao giờ đặt mình vào vị trí của họ để mình xem. Thua một trận, người hâm mộ cảm thấy buồn, có thể bỏ. Thua hai trận, thua một tháng, thua hai tháng, tôi đã nói rồi. Nhưng tại sao người ta vẫn giữ được cái sự tự tin? Và trận đấu trong vòng 18 vừa rồi, họ thắng ở trên sân Pleiku. Nhiều người nghĩ rằng đấy là chiến thắng may mắn, tôi cũng cho là chiến thắng may mắn. Nhưng may mắn không bao giờ đến với những kẻ lười nhác. Và họ đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Và tôi cho rằng cái chiến thắng của Long An nó xứng đáng được chúng ta tôn vinh. Bởi vì họ không bao giờ bỏ cuộc, họ luôn luôn chắt chiu cơ hội và cái sự tự tin. Ngay cả khi họ đã chạm vào tầng đáy rồi, đấy là điều quan trọng nhất. Chiến thắng của Long An nói thật là đó là một chiến thắng để tôn vinh cho những chiến binh quả cảm của đội bóng này, cho cái chiến thắng đầu tiên của một cựu danh thủ với cái thành tích sự nghiệp thi đấu lừng lẫy như là Nguyễn Minh Phương. Nhưng với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là 3 điểm ở phố núi ngày hôm đó của Long An còn dành tặng cho cả những cổ động viên, những người luôn đồng hành, luôn kề vai sát cánh cùng đội bóng này trong những cái lúc mà xuống dưới sâu, xuống vực thẳm hay cả những cái lúc vinh quang trong quá khứ. Và trên Facebook của mình thì đại diện hội cổ động viên của Long An là anh Trần Anh Tuấn đã từng có những khát khao rằng là Long An ơi, hãy thắng đi để cho chúng tôi một lần được ngồi nhậu với nhau. Bởi vì đã lâu lắm rồi chúng tôi không có được cảm giác một niềm vui ngồi với bàn nhậu. Và đó là những cái chiến thắng mà dành không chỉ dành cho tập thể, những cầu thủ, những huấn luyện viên mà dành cho cả cổ động viên của Long An, những người rất là tuyệt vời. Với cá nhân anh Minh Hải thì anh hiểu quá rõ về anh Minh Phương rồi. Là một cầu thủ thì chúng ta không thể phải bàn cãi về cả tư chất đạo đức này, thủ lĩnh này. Vậy với vai trò của người thầy thì cái khả năng truyền lửa và tiếp lửa tinh thần của Minh Phương dành cho các cầu thủ Long An như thế nào thưa anh? Duy Anh đã điểm đúng vào một trong những cái điểm yếu lớn nhất của Long An. Minh Phương là cầu thủ, chúng ta biết là anh ấy là cầu thủ rất là đẳng cấp. Nhưng nếu mà nói là trên băng ghế huấn luyện thì anh ấy là một tay mới hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Đặc biệt là trong bối cảnh bóng đá như bây giờ, cái khả năng mà quản lý đội bóng nó không hề đơn giản. Mặc dù Minh Phương đã từng là thủ lĩnh rồi, nhưng cái quản lý với tư cách là một huấn luyện viên nó khó. Cái thứ hai là điều tiết các mối quan hệ ở trong lòng đội bóng. Nói thật là nhiều khi anh em cầu thủ đó sau một pha va chạm gì đó ở trên sân họ có thể không bằng lòng với nhau. Hay là cầu thủ này được đưa về, cầu thủ kia phải đi. Ví dụ như bây giờ tự nhiên anh Duy Anh đi, tôi cảm thấy tâm lý đúng không? Tôi cảm thấy buồn thì có thể nó nảy sinh việc này việc kia. Và Minh Phương đang phải học, đang có những bước đi chập chững. Đấy là lý do vì sao tôi rất là tôn trọng cái chiến thắng của Long An nếu nhìn trên khía cạnh của huấn luyện viên Minh Phương. Còn cầu thủ thì thôi khỏi phải nói. Ngày xưa ông Ritter đã đặt cho Minh Phương cái tên là Phương Captain, tức là đội trưởng của mọi đội trưởng. Đấy là điều rất quan trọng, nhưng trên băng ghế huấn luyện câu chuyện lại hoàn toàn khác. Cái thứ hai là khi mà anh Duy Anh nói đến anh Trần Anh Tuấn, đấy là một người tôi cực kỳ nể và tôn trọng. Và tôi biết được rằng là hội cổ động viên của Long An mạnh cho đến thời điểm này thì là nhờ công lớn của anh ấy. Ngày xưa vợ và con gái anh ấy không thích bóng đá, và một ông chồng mà đi suốt ngày không đồng ý. Nhưng bây giờ chính họ là những đại sứ đi vận động mọi người là hãy đến cổ vũ cho Long An. Và anh ấy bỏ một khoản tiền rất lớn, cái này cho anh Duy Anh biết, để mua một bộ máy ảnh. Để làm gì ạ? Ngày ngày ra sân tập chụp ảnh cho các cầu thủ, up Facebook chơi. Đấy cũng là cách mang lại cho các cầu thủ một cái niềm vui. Và quan trọng hơn,
nó có một cái thông điệp ẩn sâu ở đấy là các bạn đang mặc áo của Long An. Đấy là một sự nhắc nhở. Và tôi nói thật là với một cổ động viên rất là đa tài như anh Trần Anh Tuấn, anh biết mọi cách để có thể gắn kết. Anh Trần Anh Tuấn là một người mà chơi trống rất hay. Vâng, tôi biết. Và anh đổ cải lương nghe phải rất mùi luôn. Tức là người dân ở trong đó thì họ lại rất là thích những cái như vậy. Và tất cả những cái tài lẻ, tiền bạc, gia đình anh ấy đưa hết vào để làm bóng đá, để giúp cho đội, mặc dù anh không được cái gì ở đấy cả. Chúng ta thấy không? Nếu như chúng ta ra sân mà đằng sau chúng ta có những cổ động viên như thế, chúng ta không đá chết bỏ thì hơi phí, đúng không? Trên cái việc quan trọng nó lại nằm ở chỗ là trong khó khăn thì người ta lại luôn luôn sống vì nhau. Đấy là một trong những cái, tôi nghĩ là cái giá trị rất là lớn của những đội bóng ở V-League bây giờ đang có. Và hơn bất cứ thời điểm nào, thời điểm này Long An phải trân trọng cái thứ tài sản duy nhất mà mình có đây. Nói đến cổ động viên, nói đến cái nguồn lực cổ động viên thì chúng ta không thể quên đi là biên tập viên Hồng Nhung của chúng ta là một nữ cổ động viên cực kỳ là nhiệt thành của Thanh Quảng Ninh. Tôi đã từng xem những ảnh của Nhung ở trên Facebook mặc áo của Thanh Quảng Ninh chụp cùng với cả bạn trai, tất cả những gì là thuộc về Thanh Quảng Ninh. Vậy thì về cá nhân Hồng Nhung thì không phải lúc nào Nhung cũng có điều kiện là mục sở thị, đúng không? Những trận đấu của Thanh Quảng Ninh, vậy thì làm thế nào thì Nhung có thể đồng hành cùng với đội bóng đất mỏ ở trong những trận đấu tại V-League? Như anh nói ạ, thì ví dụ như là những cái khi mà mình bây giờ thì chúng ta rất là may mắn là có tường thuật trực tiếp các trận đấu. Thì đương nhiên là các khi mà các trận đấu của Than Quảng Ninh được tường thuật trực tiếp trên TV thì em cũng thường xuyên theo dõi. Và tất nhiên rồi là trước mỗi trận đấu thì mình thường hay vào Facebook của các cầu thủ mà mình có quen biết ở trong đội Than Quảng Ninh. Mình sẽ cập nhật xem là các cầu thủ chuẩn bị ra sao và thậm chí là có thể gửi các tin nhắn đến một vài người mà mình thân thiết để bảo là anh trận đấu sắp tới thì cố lên anh nhé, cố giành 3 điểm anh nhé. Và một cái điều rất đặc biệt đấy là ở Quảng Ninh ấy, tức là em thì cũng không ở Quảng Ninh cũng khá lâu rồi, nhưng mà mỗi một lần về thì mình đều cảm thấy là không khí ở sân Cẩm Phả lúc nào cũng rất là sôi động. Và em vẫn còn nhớ có một cái clip mà hội cổ động viên Than Quảng Ninh up lên, đấy là các bác các cô ở chợ bật có sắm một cái tivi và xem trực tiếp trận đấu. Tức là mọi người vẫn đang đấy là bạn Thúy. Đúng rồi, nhưng mà vẫn xem trực tiếp trận đấu và có những cái hành động cổ vũ rất là nhiệt tình. Và đấy, ví dụ như thế thì mình lại share những clip đó, mình cảm thấy đấy cũng là một cách nhỏ thôi để mình thể hiện cái sự ủng hộ với đội bóng. Các bạn thấy không, đấy tôi chạm đúng cái long mạch của Hồng Nhung. Tức là nói về đội bóng quê hương thì y rằng là cô gái của chúng ta long lanh trong những giọt nhờ trong ánh mắt này, hay là hào sảng trong những câu chuyện này kể. Và thực sự thì Hồng Nhung đúng là một biên tập viên, một cổ động viên cực kỳ là nhiệt thành của Thanh Quảng Ninh. Và anh Hải này, với Long An thì có một câu hỏi của bạn Cao Việt Hùng dành cho anh, đó là theo anh thì Long An có trụ hạng được hay không? Đây là câu hỏi quá khó với tôi. Nếu như bây giờ tôi nói là không trụ hạng được thì hóa ra tôi lại là người bỏ cuộc trước. Và thứ hai là nói thật là trong bóng đá luôn luôn, anh Duy Anh đã có một câu hỏi tương tác rồi, là có bao nhiêu bàn thắng ghi trong 15 phút cuối. Ý muốn nói ở đây là có những cái bàn thắng lật ngược thế cờ. Cho nên là tôi nghĩ là có vẻ như là cái cánh cửa dành cho Long An không phải là quá rộng. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng biết đâu đấy. Bởi vì là họ chỉ cần thắng khoảng đôi ba trận mà đối thủ trực tiếp có thể là thất bại liên tiếp thì điều kỳ diệu có thể xảy ra. Thực ra thì đến bây giờ chúng ta không nên đặt ra vấn đề là ai sẽ là nhà vô địch, ai sẽ là đội số ngạn. Nó còn quá sớm. Ngay cả khi bây giờ chúng ta đã có quan điểm rồi, nhưng tôi nghĩ là chúng ta cũng đừng nói ra. Bởi vì trong khi những anh em khác còn đang cố gắng để thay đổi cái cục diện thì chúng ta không nên đưa ra những cái phát biểu mà nó làm thối chí các anh em. Mà khi nói về Quảng Ninh, tôi muốn hỏi Hồng Nhung là Hồng Nhung có biết hôm nay ở đội Than Quảng Ninh có bao nhiêu người sinh nhật không? Bao nhiêu người sinh nhật ạ? À? Em chỉ biết là hôm nay là sinh nhật của anh Vũ Minh Tuấn. Còn không biết là có thêm ai nữa không? Anh Duy Anh có biết có thêm ai nữa không? Cá nhân tôi cũng chỉ giống như Nhung thôi, biết là sinh nhật mỗi của số 6 Vũ Minh Tuấn thôi anh Hải ạ. Và tôi cũng có quan điểm giống như hai người. Đúng là hôm nay đội Hải chơi đấy, Hải chơi đấy. Mình nghĩ là hôm nay còn ai đó là Vũ Minh Tuấn. Và thông qua chương trình thì Cà phê On Sport, Bóng đá TV, Thể thao TV xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Vũ Minh Tuấn. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công trên sân cỏ, cũng như là chỗ dựa cho gia đình nhỏ của mình. À, vợ anh Minh Tuấn cũng tên là Nhung đấy. Đúng rồi, nhưng mà là Thị Nhung. Vâng, đúng chứ rồi. Không phải Hồng Nhung. Đúng rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng dành một ít thời lượng ở phần đầu để nói về, để tôn vinh, tôi phải dùng cái cụm từ là tôn vinh cho chiến thắng đầu tiên của Long An, tôn vinh cho cái chiến thắng ở trong cái cơn bão nội bộ của Hải Phòng.
Nhưng mà bên cạnh cái sự nổi dậy của những đội bóng ở top dưới thì phải không thể không nhắc đến cái sự ngã ngựa một cách bất ngờ của những đội bóng chiếu trên như là FLC Thanh Hóa hay Hà Nội. Và đặc biệt là FLC Thanh Hóa thì đội bóng này đã thua trận thứ 2 liên tiếp. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp đầu tiên ở mùa giải năm nay. Và những con số thống kê sau đây của chúng tôi cũng như là phát biểu của huấn luyện viên Petrovic sẽ làm sáng tỏ rõ nhờ cái phong độ đang gặp rất nhiều vấn đề của đội bóng xứ Thanh hiện tại. Sau 13 trận lượt đi, FLC Thanh Hóa để thua 9 bàn. Tuy nhiên, chỉ qua 5 trận ở giai đoạn lượt về, họ đã thủng lưới tới 10 lần. Trong mùa giải này, thất bại trước Quảng Nam là lần thứ 2 đội bóng xứ Thanh bị đối phương ghi liền 3 bàn. Trận đấu đầu tiên là khi họ đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 5-3 ở vòng thứ 16. Đội hôm nay đã thi đấu quá tệ, không giống như một tập thể chút nào. Chúng tôi xứng đáng thua. Nếu như ở giai đoạn đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Petrovic chỉ thua duy nhất một trận, thì tính đến 5 trận ở giai đoạn sau, họ đã thua đến 2 lần. Kể từ V-League 2020, tôi xin nhắc lại là FLC Thanh Hóa thua trận thứ 2 liên tiếp và thậm chí là trận thua thứ 2 này họ còn thua ngược cơ. Cá nhân anh Hải thì đây có vẻ bất ngờ dành cho anh không? Thực ra thì nếu mà nhìn về sự đầu tư cũng như là sự ổn định của FLC Thanh Hóa kể từ đầu mùa giải thì rõ ràng là hai thất bại liên tiếp là điều mà chúng ta chắc không nghĩ ra, cũng không ai dám nghĩ. Nhưng mà quả thật là trong cái trận đấu mà họ thua Sài Gòn FC, tôi nghĩ đấy là một cái trận thua của đẳng cấp. Phải nói là Sài Gòn FC chơi một trận đấu cực kỳ hay. Chúng ta đã nhìn thấy Văn Thuận rồi, một cái pha bứt tốc khoảng tầm hơn 70m. Và nói thật là với một cầu thủ mà chạy kiểm soát bóng mà vẫn vượt qua được hai cầu thủ chạy không tải của Thanh Hóa, đấy là điều mà trong bóng đá cực kỳ khó. Chúng ta có thể bứt tốc được đoạn ngắn, nhưng mà bứt tốc cả 70m thì rất là khó. Và tôi cho rằng đấy là hình ảnh thu nhỏ của trận đấu của Sài Gòn FC và Thanh Hóa. Còn cái trận mà Thanh Hóa vừa thua Quảng Nam thì tôi phải khẳng định một điều là đã đến lúc mà Thanh Hóa phải nhìn một cách rõ hơn về những cái sự thiếu hụt về mặt nhân sự. Có thể là Bật Hiếu đã không còn đủ trẻ trung, không còn đủ nhanh nhẹn. Và anh ấy cũng đã là tác nhân chính tạo ra quả phạt đền. Và ngày hôm đấy phải công nhận là họ phải đối mặt với một QNK Quảng Nam vừa hay lại vừa may. Phải nói là cái tình huống mà Đinh Thanh Trung tạt bóng cho Claudicia ghi bàn. Tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta mà chiêm ngưỡng nó thì tôi nghĩ là nó không thua về mặt vẻ đẹp, về mặt thẩm mỹ, nó không thua giải Ngoại hạng Anh. Một cái pha phải nói là chuyền bóng cực kỳ chuẩn, một cái rất pha lắc đầu cực kỳ hay của Claudicia. Nói chung là trận đấu đấy nó phơi bày tất cả những yếu tố là những cái gì đấy nó còn thiếu hụt của Thanh Hóa. Và đặc biệt là tôi có một cái suy nghĩ là hàng thủ của Thanh Hóa, hệ thống phòng ngự thì chính xác hơn, đang thực sự có vấn đề. Và rõ ràng tôi đồng cảm với anh Hải ở góc nhìn là hàng thủ của Thanh Hóa có vấn đề. Vấn đề ở đây thậm chí được cả huấn luyện viên Petrovic đã phát biểu trong cái phóng sự vừa rồi là đội bóng của ông chơi quá tệ, quá tệ, quá tệ. Ông nhấn lại ba từ quá tệ trong một cái câu trả lời. Thực ra khi mà ông Petrovic trả lời báo chí, trong đấy có anh Duy Anh, thì người ta đã lược bỏ tất cả những cái cảm xúc của họ rồi. Nhưng mà khi mà ông ấy về, bởi vì chúng ta biết là ông Petrovic là người cực kỳ nóng tính, ông về ông ấy mắng các học trò. Không thể nào hiểu được là tại sao trong một trận đấu mà tất cả các vị trí của chúng ta đều thi đấu dưới sức. Và đấy là một sự chúng ta gọi là sa sút một cách có hệ thống. Và khiến ông cảm thấy rất là bực mình. Ngày hôm sau ông thành lập một cuộc gặp, một cuộc họp giữa những người đàn ông với nhau để chỉ ra. Và trong cái trận đấu đấy chúng ta thấy hệ thống phòng ngự, đặc biệt là từ xa của Thanh Hóa là rất là kém. Đúng không ạ? Khiến cho Đinh Thanh Trung rồi Claudicia có rất nhiều những khoảng trống để thi triển. Và anh Duy Anh chắc là cũng theo sát trận đấu và anh cũng hiểu một điều là trong những giây phút cuối cùng tại sao huấn luyện viên Petrovic lại thay Văn Bình bằng Hồ Hoàng Thịnh. Cũng là vào thời điểm đấy chúng ta thấy là lẽ ra phải tung tiền đạo vào để có thể là giải quyết vấn đề, nhưng mà ông ấy không muốn thua thêm và biết đâu đấy vào khi Hoàng Thịnh có thể dứt điểm từ xa và tạo ra được một cái dấu gạch nối giữa hệ thống phòng ngự và tấn công. Và ngày hôm đấy thì nói thật là nếu mà xem chúng ta lược bỏ màu áo hay là những cầu thủ chúng ta quen ra, không ai nhận ra Thanh Hóa trong trận đấu đấy cả. Bên cạnh cái sự bất ổn của hàng phòng ngự thì tôi nhận thấy rằng là dường như FLC Thanh Hóa đã bị những đối thủ khác tại V-League mà những đối thủ có đủ điều kiện để bắt bài, ví dụ như Sài Gòn FC, ví dụ như Quảng Nam.
Quảng Nam hôm đấy họ cũng cặp tiền vệ trung tâm là Hưng Việt và Huy Hùng bóp chết luôn hàng tiền vệ của Thanh Hóa với chính chơi xác. Với 5 người, với cả Thế Dương một chiến binh của đội bóng xứ Thanh, hay như là Văn Bình một nhà nghệ sĩ nhưng mà cũng có khi cần thì vẫn có thể đá một vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên là dường như là cái thất bại của Thanh Hóa cũng tạo ra cái sự hấp dẫn cho giải vô địch quốc gia. Đố Nhung biết là vì sao lại tôi lại gọi đó là hấp dẫn. Anh hỏi câu khó thật. Vì sao anh không dẫn làm sao em biết được? Tại vì tôi đoán là anh Duy Anh đang chờ đợi một câu trả lời của Hồng Nhung rằng là khi mà Thanh Hóa thua, Hà Nội thua thì cái khoảng cách nó sẽ được thu hẹp lại. Và nó làm cho cái cuộc chiến. Nhưng mà cần phân đoạn câu này là suy nghĩ của anh Duy Anh làm sao em đoán được đúng không? Đấy, tôi muốn hỏi một cái câu ngắn thôi đi. Nếu mà Nhung không hiểu được, không trả lời được thì tôi lại mở rộng câu hỏi của tôi ra mà. Vấn đề gì đâu. Tôi bóp được mà. Em chỉ thấy là đơn giản là Thanh Hóa thì như anh Hải vừa nói là rõ ràng họ có những vấn đề. Nhưng rõ ràng nếu mà nhìn về phía ngược lại, Quảng Nam cũng là một đội bóng không phải là một đội bóng quá yếu đúng không ạ? Họ không có ngôi sao, thế nhưng họ là một tập thể đồng đều. Vấn đề lớn nhất là họ là một tập thể rất là đồng đều. Và em thấy rõ ràng là mình không nên đánh giá thấp Quảng Nam trong cái trận đấu và cái chiến thắng của họ. Thực ra mà nói thì em thấy không phải là điều quá bất ngờ. Không bất ngờ. Tôi không, thích không cái quá, chia sẻ của Hồng Nhung. Bởi vì nói thật là Quảng Nam là đội bóng cực kỳ khó chơi. Hai mùa giải ở đây tôi thấy Quảng Nam rất khó chơi. Và anh Duy Anh cũng là điểm đúng cái điều mà tôi định nói. Tức là khi mà chúng ta chê về cặp tiền vệ trung tâm của Thanh Hóa, có nghĩa là đối thủ của họ ở vị trí đó chơi tốt hơn. Đang chơi tốt hơn. Tôi nói thật là Phan Thế Hưng là một trong số những tiền vệ trung tâm mà tôi đánh giá cực kỳ cao. Phải nói là đây là một cầu thủ chơi cực kỳ đa năng và toàn diện. Huy Hùng đang là tuyển thủ quốc gia. Đúng ạ, một bên cánh có đội trưởng Đinh Thanh Trung, ở trên họ cắm Claudicia. Nói thật là đá, nếu như vào một cái đội mà không ổn, hoặc là chỉ cần trịch choạc ở một vị trí thôi. Chứ đừng nói là như ông Petrovic, ông nói là tất cả các vị trí chúng ta đều đá kém hơn so với phong độ bình thường. Thì nói thật là gặp là nguy hiểm ngay. Khi mà Quảng Nam đã dứt bàn rồi, nói thật, lúc đấy họ chơi càng kín kẽ. Và chúng ta thấy là thực sự là về mặt thể lực mà nói, Quảng Nam chơi trận đấu đấy thực sự là quá hay. Và Thanh Hóa trong hai trận đấu, chúng ta đều thấy hai trận thua của họ đều thua về mặt thể lực. Quảng Nam thì chúng ta nhìn thấy rõ rồi, phút thứ 90 cộng Văn Thuận vẫn bứt tốc nhanh như thế mà các cầu thủ khác của Thanh Hóa chạy theo mà không kịp. Đấy, thì chúng ta phải nhìn thấy là thực ra đôi khi những cái quãng nghỉ ấy, nó cũng mang lại những cái thành công cho đội này đội kia. Ví dụ như là Hà Long An, họ có thêm thời gian để họ sửa những cái lỗi của mình. Nhưng bên cạnh đó thì niềm cảm hứng và cái mạch chiến thắng của Thanh Hóa tự nhiên bị chững lại. Chưa kể là nhiều khi, cái này là anh em mình nói với nhau, là nhiều khi các cầu thủ cái quãng nghỉ đấy khả năng giữ gìn sức khỏe của họ có thể là không ổn lắm. Có thể là người có một chút cồn, tự nhiên là cái trạng thái nó cũng không được tốt. Thì tôi nghĩ là ông Petrovic đã có một cuộc họp vừa là để chỉ ra những điểm yếu, nhưng bên cạnh đó là chấn chỉnh lại về tinh thần chiến đấu cũng như là sự giữ gìn tính chuyên nghiệp. Tôi nghĩ là cái thất bại nào nó cũng có giá trị của nó. Tuy nhiên dù Thanh Hóa có thất bại hai trận liên tiếp đi chăng nữa thì với Trường Nguyễn thì bạn ấy vẫn tin rằng là FC Thanh Hóa là đội bóng có cửa vô địch là sáng nhất. Nhưng mà ngược lại thì bạn Hiền Thái thì lại ủng hộ cho Sài Gòn là Sài Gòn sẽ bứt tốc để vô địch. Đấy. Có nghĩa là cái cuộc cạnh tranh bây giờ nó là rất là khốc liệt rồi. Nhung và anh Hải chắc là cũng sẽ để ý thôi. Ở trên bảng xếp hạng thì từ đội thứ nhất là đội Thanh Hóa cho đến đội đứng thứ 7 là đội Hải Phòng, khoảng cách chỉ chênh nhau có 5 điểm mà thôi. 5 điểm trong khi V-League còn 8 vòng nữa. Vậy thì điều đó nói lên điều gì thưa Nhung? Điều đó là chúng ta đang có đến 7 đội đúng không ạ? Có khả năng vô địch. Và điều đó rõ ràng là một cái điều cực kỳ khiến cho V-League trở nên đấy như anh nói, hấp dẫn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Vì hấp dẫn quá, chạm người tôi. Một giải đấu mà nếu mà chúng ta đã đoán được trước một đội có khả năng vô địch rồi thì cảm giác cũng hơi chán đúng không? Đúng rồi, nó giống như kiểu Bundesliga đúng không? Bây giờ có đến 7 đội cạnh tranh cơ mà. Thì rõ ràng là những cái vòng đấu tiếp theo sẽ càng khốc liệt hơn và càng đáng xem hơn. Và các bạn cần phải xem Sôi Động V-League. Một câu giới thiệu môi giới rất là dễ thương, VR rất hay. Còn cá nhân anh Hải thì chắc hẳn chúng ta chưa thể quên được cái giải V-League 2016, nơi mà cuộc đua tam mã giữa Thanh Hóa, giữa Đà Nẵng, Quảng Ninh và cả Hải Phòng nữa, Hà Nội nữa, là nó là cuộc đua của 5 đội bóng. Nhưng mà rồi rốt cuộc thì Hà Nội vẫn lên ngôi. Liệu là cái hình ảnh của năm nay và năm ngoái có giống nhau không anh? Tôi nghĩ là trong lịch sử của V-League khó lặp lại một cái giải đấu mà nó hấp dẫn, kịch tính, bất ngờ như là năm 2016. Kết thúc năm vòng đầu tiên của V-League 2016, Hải Phòng đứng thứ 1, có 15 điểm. Lúc đấy thì
anh Hà Nội đang đứng bét bảng với chỉ một điểm thôi, tức là kém tận 14 điểm. Nhưng cuối cùng người vô địch lại Hà Nội. Và hơn kém nhau đúng 2 bàn thắng. Bóng đá luôn luôn là như thế, nó mang lại cho chúng ta những cái sự bất ngờ. Và bất ngờ nó cũng là máu của bóng đá, nó mang lại cho chúng ta cái cảm xúc. Nhưng năm nay tôi có cảm giác là Thanh Hóa sẽ bứt tốc trong những vòng tới đây. Và tôi cũng rất là đồng cảm với tất cả các cổ động viên cũng như là cầu thủ của Thanh Hóa. Năm nay tôi dự đoán là Thanh Hóa sẽ vừa mới lúc nãy nói là không nên dự đoán trước không, điều gì. Không, đấy là dự đoán cơ hội, cho đội bóng khác. Cơ hội, bởi vì nói thật là ở khi mà chúng ta dự đoán ở cái đầu vô địch nó dễ hơn. Dễ hơn, chúng ta nói về số hạng. Và nói thật là năm nay tôi tin là một lát nữa chúng ta cũng có thể là đề cập một tí đến Hà Nội. Nhưng mà thực sự Hà Nội năm nay không còn là năm ngoái nữa. Bây giờ tổng những cầu thủ chấn thương và thẻ phạt của họ mất khoảng tầm 1/5 đội hình rồi. Và toàn là những vị trí trọng yếu. Và bây giờ nói thật là năm nay phải nói là Hà Nội gặp khó khăn hơn rất nhiều. Vì những chấn thương, không có Gonzalo, tất cả mọi cái đều đang làm cho Hà Nội có cảm giác rằng họ không còn là chính họ nữa. Họ không những mất người theo cách chủ khách quan mà cả chủ quan. Hai vòng đấu gần đây thì họ đều bị dính thẻ đỏ. Trận đầu tiên gặp Khánh Hòa họ cũng mất người, và đến trận mới đây nhất là trung vệ Thành Trung cũng bị rời sân sớm khi mà trận đấu còn chưa kết thúc. Như vậy có nghĩa là bên cạnh cái vấn đề chấn thương thì cái thẻ phạt cũng khiến cho hàng thủ của đội bóng thủ đô này lao đao hơn, phải không anh ạ? Nếu mà Duy Anh để ý thì Duy Anh thấy là từ năm 2010 đến bây giờ là đội Hà Nội thường xuyên gặp vấn đề ở cặp trung vệ hoặc là hàng thủ. Mặc dù là họ là đội bóng mà nói thật là có rất nhiều hảo thủ, nhưng phần lớn những hảo thủ của họ lại nằm ở hàng công chứ không phải hàng hậu vệ. Cho nên cái chuyện mà Gonzalo tự nhiên xé ở vị trí tiền đạo về đá trung vệ là cái chuyện chúng ta cũng không còn gì lạ lẫm nữa. Và năm nay chúng ta thấy ngay cả Duy Mạnh, một cầu thủ cũng hay được đưa về đá trung vệ, cũng đang bị chấn thương. Sâm Ngọc Đức đang bị treo giò, đúng không ạ? Thành Trung trận này cũng bị treo giò, vòng tới cũng sẽ bị treo giò. Và nói thật là với một cái hàng phòng ngự nó oạp ẹp như thế, nó sẽ tạo ra cực kỳ nhiều những cái lỗ giò. Và nếu như tất cả mọi người đều xem cái trận đấu của Hà Nội thì nói thật là ngày hôm đấy mà Bình Dương ghi được 2 bàn tôi thấy là hơi phí. Lẽ ra phải con số phải nhiều hơn. Phải nhiều hơn. Và chưa bao giờ nhìn thấy hàng thủ của nhà đương kim vô địch nó lại chơi bóng rệu rã như thế. Và nói thật là tôi nghĩ là đây là một trong những bài toán rất là khó của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Nhưng mà bài toán này sẽ chắc chắn sẽ được ban huấn luyện của đội câu lạc bộ bóng đá Hà Nội giải quyết sớm thôi, vì cuối tuần này họ sẽ trở về sân hàng đẫy, trở về mái nhà thân thương với họ. Bây giờ tôi lại hỏi anh Duy Anh là về mặt lực lượng của Hà Nội bây giờ còn những ai? Anh muốn nói ở tuyến nào vậy? Tất cả các tuyến, chúng ta thử điểm xem có những bao nhiêu người bị treo giò, có bao nhiêu người bị chấn thương, có bao nhiêu người bị thẻ đỏ. Bị treo giò thì có Thành Trung này, có Sâm Ngọc Đức này. Chấn thương có những ai nhỉ? Chấn thương rất nhiều. Có Văn Hậu, có Gonzalo, có Văn Hậu, Mạnh, Đức Huy. Đức Huy. Đấy, như vậy là tất cả những cái vị trí mà chúng ta đưa ra đấy là chưa kể là Silva nhé. Silva cũng đang bị có vấn đề liên quan đến đầu gối. Tức là đấy, chúng ta nhìn thấy coi như tan hoang cả cái hàng phòng ngự rồi. Đúng không ạ? Đấy, mà chưa kể là cái vị trí thủ môn của họ. Bây giờ nói thật là vị trí thủ môn của họ chịu cực kỳ nhiều áp lực. Bây giờ khi mà chúng ta là thủ môn, chúng ta đứng trước một cái hàng phòng ngự như vậy, chúng ta suy nghĩ như nào ạ? Tâm lý ạ. Đấy thì Hà Nội cũng có rất nhiều vấn đề. Và năm nay nếu như có một ai đấy có thể đủ sức làm ngựa ô thì tôi nghĩ là Sài Gòn. Sài Gòn năm nay chơi cực kỳ hay. Và nói thật là tôi rất là nể anh Đức Thắng. Cái cách mà anh gom những cầu thủ được gọi là không còn cơ hội để thi đấu chuyên nghiệp hoặc là sẽ ở thi đấu ở hạng dưới mà trở thành một tập thể rất là tốt. Và anh làm thể lực cực kỳ hay. Đá đến phút thứ 90 rồi mà cầu thủ chạy như vừa khởi động. Rất hay luôn. Và ý chí. Anh Đức Thắng có một cái cực kỳ tuyệt vời là khi mà anh ấy làm chiến thuật, đặc biệt là làm về mặt tâm lý, anh bao giờ anh đưa hai cái ảnh lên. Một là ảnh của Bác Hồ, hai là ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Wow. Và đôi khi có những câu chuyện anh ấy kể rồi, nhưng anh để cái ảnh đấy mọi người lại có thể hồi tưởng lại những câu chuyện đó. Và ra sân là thi đấu đúng theo tinh thần chiến binh. Cho nên nói thật là Sài Gòn thì không phải gặp đội nào cũng có thể thắng được. Nhưng các đội mà để muốn ăn Sài được Gòn, ăn được khó, Sài Gòn khó. Tôi nghĩ là không phải là khó mà là rất khó. Với anh Hải thì FC Thanh Hóa xứng đáng là cái ứng viên được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, hay như là Sài Gòn là chú người ô khó chịu nhất? Còn Thang Quảng Ninh ở đâu trong những suy nghĩ của Nhung vậy? Thực ra thì nói thật là em thì đương nhiên là em vẫn mong Thang Quảng Ninh giành được nhiều chiến thắng hơn. Nhưng mà
thành thật mà nói, khi mà mình nhìn vào phong độ của đội bóng ở những trận gần đây thì cảm giác cái sự lạc quan nó đang bị giảm đi ít nhiều anh ạ. Vì sao Nhung, theo Nhung thì vấn đề của Thanh Quảng Ninh bây giờ hiện tại là gì vậy? Về lực lượng, bề dày lực lượng, hay là khi mà thiếu trụ cột như kiểu Vũ Minh Tuấn bị chấn thương thì đội bóng cũng thiếu đi một thủ lĩnh? Thực ra thì em cảm thấy là như anh nói, có thể là bởi vì chúng ta đã Thanh Quảng Ninh đang thiếu đi vài trụ cột và cái điều đó ảnh hưởng đến chất lượng của cả đội bóng. Còn nói thật là bây giờ nếu mà nói để em đánh giá là tại sao thì rất là khó, vì mình chưa có đủ cái chuyên môn để mà đánh giá tại sao một đội bóng lại có thể thi đấu như thế. Đôi lúc em nói thật nhá, đến cả huấn luyện viên người ta còn chưa thể nào mà trả lời cho anh câu hỏi là tại sao đội bóng của tôi lại thi đấu không tốt như vậy, chứ đừng nói là em. Ôi, cảm ơn những câu trả lời rất là đanh thép của Hồng Dung luôn. Nếu bởi vì nếu mà biết được tại sao mà chưa tốt ý, thì người ta đã cố gắng để có thể thay đổi và hoàn thiện cái điều đó rồi. Nhưng thật sự là có những cái mà nhiều người ta chưa trả lời được. Và tôi cũng có cảm giác là khi mà nói đến Quảng Ninh thì Nhung có vẻ như là có nhiều vấn đề nhiệt huyết hơn. Biết đâu đấy một ngày nào đó chương trình Mổ Băng của chúng ta sẽ cùng bình luận về những cái lỗ hổng của Thanh Quảng Ninh. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Hồng Nhung và anh Minh Hải. Và khi mà chương trình chuẩn bị kết thúc thì như thường lệ chúng ta sẽ phải tìm đến người khán giả đã trả lời chính xác câu hỏi của chúng tôi. Ở câu hỏi của chúng tôi ở phần đầu đó là tại vòng đấu thứ 18 cuối tuần qua thì đã có bao nhiêu bàn thắng được ghi trong 15 phút cuối? Câu trả lời là 2 bàn thắng. Đó là những bàn thắng của Trần Quốc Tuấn trong trận đấu Hải Phòng thắng Sana Khánh Hòa 3-1, bàn thắng được ghi ở phút thứ 83. Và bàn thắng còn lại là do công của Nguyễn Anh Tuấn của Quảng Nam ghi ở phút thứ 85. Với câu trả lời là 2 bàn thắng thì chúng ta đã tìm ra được người trả lời chính xác, đó là bạn Tiến Đạt. Và Tiến Đạt, hãy cho chúng tôi biết rằng là chiếc áo nào của câu lạc bộ tại V-League mà bạn mong muốn nhận được, và đồng thời đừng quên là gửi kèm địa chỉ cho chúng tôi để chương trình có thể gửi cho các bạn nhanh nhất và sớm nhất. Và trong chương trình Cà phê On Sport ngày hôm nay, chúng ta đã dành một cái sự tôn trọng cho những chiến thắng của những đội bóng chiếu dưới như Long An, Cần Thơ và cả BKB Bình Dương. Chiến thắng của một đội bóng với một cái câu chuyện nội bộ bất ổn như Hải Phòng, hay những cú vấp ngã rất là đau đớn của FC Thanh Hóa và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Nhưng đó là một phần của bóng đá, nhưng đó là một cái vẻ đẹp và cái sự hấp dẫn của bóng đá mà chúng ta vẫn thường ngưỡng mộ. Và đó tạo ra cái sự thú vị cho giải vô địch quốc gia V-League của chúng ta, để tạm quên đi những câu chuyện nội bộ lùm xùm ở bên ngoài sân cỏ, và hay dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho V-League. Cuối tuần này vòng 19 V-League sẽ tiếp tục được diễn ra, và chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng với Bóng Đá TV, Thể Thao TV trong những buổi tường thuật trực tiếp. Còn bây giờ thì Cà phê On Sport ngày 19 tháng 9 cũng xin được phép các bạn tại đây. Xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những tương tác của các bạn khán giả trong chương trình. Xin cảm ơn anh Minh Hải, xin cảm ơn Hồng Nhung với những quan điểm rất là sắc lẹm, rất là cảm xúc của hai người. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo.